đảo chiều hai công tơ tự động trong ngày thiết bị cực kỳ quan trọng cho những anh em nào lười nhá hoặc những anh em nào thích giảm tiền điện nhá Hãy sử dụng cho những anh em nào lắp hệ thống năng lượng mặt trời hoặc là điện một giá đấy hoặc là điện kinh doanh trong nhà muốn đảo thì dùng bộ này bộ này sẽ bao gồm một hai át đầu vào và một át đầu ra át đầu ra thì sẽ là át chống giật luôn anh em nhé còn ở trên là bộ đảo một bộ đảo 63 a Đi kèm với cả một cái hẹn giờ trong ngày. Mặt ngoài thì là hai cái đèn báo nhé. Cho anh em biết nó đang ở tình trạng hoạt động ra làm sao. Bộ này dùng tủ kích thước là 30 x 40 x 15. Ở trong. Lắp sẵn hết rồi. Gọn hết rồi. Anh em chỉ có mang về. Đấu điện là sử dụng luôn thôi. Đấy, siêu đơn giản rồi. Bộ này có công... Um, có công suất là 63 Anh em lắp trong gia đình với nhà dân thì là dùng ổn Ok nhá Đấy Đầu vào anh em đấu bên này Công tơ một bên này Công tơ hai bên này Đầu ra bên này Anh em chú ý là lắp đúng pha lửa pha nguội cho mình nhé Để đảm bảo được cái Hiệu suất tốt nhất Cái dây trắng ở đây mình đã quy định sẽ là pha lửa Đây Trắng sẽ là pha pha nguội nhá Xin là thấp nhá Còn cái đầu A kia sẽ là pha lửa là dây màu đỏ Ở bên này anh em lắp đúng thế vào thì là chạy sẽ là ổn định nhất xong cái này đấu đá đây anh em muốn thì có thể lắp thêm bộ đảo tức là bộ công tơ V2 để đo điện còn nếu không thì thôi cũng được đấy, lắp sẵn hết rồi auto manual cài hết rồi anh em muốn đảo thời gian nào thì anh em báo luôn nhá thì anh em lắp bộ này xong anh em muốn đảo là kiểu như là trong ngày đảo vào lúc sáng rồi chiều thì nó quay sang cái gì hoặc giờ cao điểm bây giờ bình thường thì đấy cũng đều có cài sẵn hết luôn đấy, tiện cực kỳ nhá tất cả đều làm sẵn hết rồi chỉ có về đấu điện mà dùng thôi đây Tả qua vòng trước nha ừ. Anh em về có thể lắp thêm các cái tép bên này nhá Át tép mà đi các tầng Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 đều được đây Và tổng đây Tức là bộ này rất là rộng đi được nhiều vị trí luôn Số chính của máy như vậy thôi Anh em mang về chỉ có đấu đá và là Sử dụng thôi, ngon Bổ rẻ chất lượng luôn anh ạ còn anh em thích đấu đá thêm cái gì thì cứ báo nhá Bên mình hỗ trợ làm tủ cho anh em luôn Anh em thích thêm cái chi tiết gì cũng đều được tức là làm theo yêu, yêu cầu của anh em